Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đã có mặt tại tầng 2 của Bảo tàng Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Và hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến cô chú và các anh chị một số hình ảnh của bên trong bảo tàng. Cụ thể hơn là Minh Toàn đang đứng ở tầng 2. Bảo tàng Quảng Ninh thì là một nơi thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước khi mà chúng ta về với Hạ Long. Đây là một cái điểm du lịch khá là nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh. Bây giờ thì ở tầng 2 Minh Toàn thấy ở đây trưng bày các cái gì đấy. Ví dụ ở đây là bụi quan đấy, các bụi quan nó rất là bé, phải dùng kính hiển vi luôn đấy. Bụi quan đá ngọc di tích ba vùng xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Đây, huyện Vân Đồn, Hạ Long khoảng 4.000 năm cách ngày nay. Bụi khoan tức là ngày xưa, bụi khoan của ngày xưa. Cái này thì trưng bày ở tầng 2 thì trưng bày các cái khu đá, đá này, lưỡi cưa này. Và đây là phía trong này là người ta kết cấu như một cái phía bên trong lòng của một cái con tàu, con thuyền. Đây là ví dụ như đây là các cái sườn tàu. Đây là một cái mộ, gọi là mộ thuyền thuộc nền văn hóa Đông Sơn. Đây là cái mộ thuyền. Mộ thuyền này là thuộc nền văn hóa Đông Sơn thời đại Kim Khí, có niên đại cách ngày nay khoảng 2.300 năm đến 2.000 năm, được phát hiện tại phường Phương Nam, Uông Bí năm 1992. Đây là mộ thuyền, một cái mộ, và phía trong mộ nó có gì? Toàn là các cái đồ vật, xương, đồ vật. Đây là một cái xọ người. Một cái mộ ngày xưa ấy, người ta lấy cái thân cây người ta khoét làm cái mộ, nhìn cũng rất là sợ. Trong khu vực này là khu vực gì đây? Ta đi ra khu vực này trước nhé. Đây, khu vực này là trưng bày các cái núi, các cái chuông, vuông và chiêng. Còn đây là trưng bày các cái cây và phiến đá này. Để mà đi hết được bảo tàng này cũng khá lâu ấy anh chị, nên Minh Toàn sẽ đi nhanh. Đây là cây pháo này, súng thần công. Đây là súng thần công. Còn đây là không gian trưng bày nhạc cụ truyền thống. Đây, không gian trưng bày nhạc cụ truyền thống. Chúng ta vào khu trưng bày nhạc cụ truyền thống. Wow, tủ và bộ hơi sáo. Ôi, chuông gió to chưa. Đây là bộ gõ. Đây là khu này là khu trưng bày Phật giáo Yên Tử. Trong này có các bức tranh về Yên Tử.
này khá là rộng. Đây là một cái tháp chùa và trong này thì được làm bằng, xung quanh được làm bằng gỗ rất là khá là đẹp. Cái này gỗ hay này bằng gỗ. Đó, bằng gỗ luôn cái này, này. À, đây bên này nữa. Không gian trưng bày kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây, đây khu gian trưng bày kháng chiến chống thực dân Pháp. À, một cái nồi, nồi tôn. Nồi tôn khá to. Đây là chiến khu Đông Triều. Dao kéo và các cái đồ vật dụng của ngày xưa, con dao ông Trần Văn Khâm, con dao bộ đội chiến khu Đông Triều dùng để giết giặc. Con dao này để dùng để ngày xưa đánh giặc chống Pháp, chống thực dân Pháp. Và khu trưng bày kháng chiến chống Pháp với kháng chiến chống Mỹ thì gần nhau. Bên này là khu trưng bày của kháng chiến chống Mỹ luôn. Đó. Hôm nay thì cá nhân mình Toàn thấy là mình Toàn chỉ có đi một mình. Còn với có một số du khách của nước ngoài. Còn không có nhiều người. Không có nhiều du khách lắm. Đây là khu vực trưng bày kháng chiến chống Mỹ. À, cục các vật dụng gần giống như chúng Pháp. Bây giờ xin mời các anh chị chúng ta hãy đi ra phía ngoài. Phía ngoài này thì lúc nãy là chúng ta đi rồi. Thì chúng ta sẽ đi một cái vòng với nơi khác. Ồ, đây có cái quả súng. Wow, súng. Đây là súng ngắn, đây là súng này là súng ngắn của anh Nguyễn Hoàng ở Cẩm Phả tham gia công tác liên lạc ở xã dùng để tự vệ khi đi công tác. Đây là súng ngắn, đây cũng súng ngắn của ông Nguyễn Văn Cơ, biệt động đoàn khu Hà Nam dùng trong kháng chiến chống Pháp. Đây cũng súng ngắn, còn kia là chắc là súng hơi. Biết là chúng ta sẽ đi ở đây, khu này khu nhạc cụ rồi thì chúng ta đi rồi. 1890 cột mốc biên giới Việt Trung, cột mốc biên giới Việt Trung năm 1980, thành phố Móng Cái, Triều Nguyễn. Đây là cột mốc biên giới Việt Trung Móng Cái năm 1893. À, 1893. Đây, mình bạn sẽ vào hỏi hôm nay xem là bây giờ chúng ta lên tầng 3 và đi theo hướng nào. Chị ơi, chị làm ơn cho em hỏi lối lên tầng 3 là đi hướng nào chị? Quay lại cái phòng học cuốn thôi. Dạ. Có đường lên và đường xuống. À vâng. Xuống thì đi trường, xuống là lên thì đi. Dạ. Dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 3. Và ở tầng 3 thì trưng bày cái gì? Thì chúng ta tiếp tục để chúng ta đi lên tầng 3 nhé. Rồi các anh chị và cô chú chúng ta hãy xem về những cái tầng 3 và trưng bày cái gì qua cái video tiếp theo. Và bây giờ thì mình Toàn sẽ dừng video này ở đây để mình Toàn đến tầng 3, mình Toàn quay lại một số hình ảnh của tầng 3 nhé.